Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bakery. Và ngày hôm nay mình cùng ốc cùng những bạn khác sẽ có cuộc thi, gọi là thi xem ai có cái đầu lớn nhất. Ôi trời ơi. Ăn tất cả những cái đầu bé hơn. Giống như là sọ dừa đúng không? Đúng rồi, anh sẽ trở thành vua cái đầu. Trở thành cái đầu siêu to khổng lồ, to bằng trái đất luôn. Đúng rồi, các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo cho bọn mình nha. Đúng rồi, còn bây giờ đi xem Bưu Thành và ốc ai sẽ là người chơi hài nhất. Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ bấm vào play và đây thì ui ốc ơi, anh chỉ là cái đầu bé nhỏ, mọi người là cái đầu rất là to. Ui bạn kia đầu to lắm. Nhiệm vụ chúng ta là ăn những cái hột nhỏ nhỏ này để cái đầu của mình nó to hơn. Đầu của mình tròn tròn trông như quả bóng này, có hai cái mắt đen trông như hạt đỗ đen luôn. Ui Baby Thành ơi, pha này hỏng rồi, có nhiều bạn đang ăn trong khu VIP kìa. Hả, nhiều bạn khu VIP hả? Tí anh cũng sang khu VIP. Ốc ơi, anh ăn đầu em. Trận đấu ơi. Sao lại ăn đầu em mà? Ui. Anh bảo đi rình rình xem mấy bạn kia bé bé hơn mình ăn. Chết rồi các bạn ơi. Hình như mọi người đang ra đây ăn đầu của mình thì phải, mình phải chạy thôi, cái đầu của mình còn bé quá. Đúng rồi, cái đầu của mình bé quá. Đây các bạn ơi, mình có nên mua X2 tốc độ để mình chạy nhanh hơn không nhỉ các bạn nhỉ? Đây mình sẽ mua X2 tốc độ. Các bạn nhớ xem quảng cáo cho anh nha, anh sẽ mua X2 tốc độ để anh chạy nhanh hơn, để lụm nó nhanh hơn. Đấy. Ui cái bạn 2000 kia chuẩn bị ăn em rồi. Ui giời anh chạy nhanh lắm, bạn này sao đuổi được. Ui ôi mấy bạn này gọi là 10000 các thứ luôn. Nhưng không sao, anh đã mua X2 tốc độ. Nhờ các bạn xem quảng cáo thì anh đã có tiền, có Robux để mua X2 tốc độ. Đây chạy nhanh lắm, không ai đuổi được anh không ạ. Ui anh mua X2 tốc độ à? Ờ em cũng mua X2 tốc độ đi. Mình em chạy sợ lắm, em phải trốn đây này, em phải trốn đằng sau. Ốc này hèn quá các bạn ạ, bây giờ ốc trốn, đợi tí anh cấp cao cao á, anh sẽ là cắn tất cả mọi người. Có bạn nào đấy ở top 1 rồi kìa. Ờ, bạn ấy trong khu VIP kia kìa. À, lại đuổi, lại có đứa đuổi, bực thế nhờ. Anh ăn nó cho. Mày không thoát được tao cũng đuổi ốc đúng không, ăn luôn. Anh ăn nó hộ em rồi ốc ơi. Em mua nhân 2 tốc độ luôn. Cẩn thận ốc ơi, anh vừa ăn nó giúp em. Thằng kia có cái mặt, thằng kia buồn cười. Ôi trời, thằng mình kia phải mũi 2 tốc độ đâu bạn ơi, không. Bạn nào bé bé chạy đây, à, chùm. Không sống nổi ở trong cái map này các bạn ạ. Baby Thành đang ở top 5 rồi. Nhòm, bạn này đang có lớp bảo vệ, không ăn được bạn đấy, thôi tha cho bạn đấy bé bé đấy. Tí bạn ấy to mình ăn nó mới bo. Đây rồi, có một bạn 1000. Bạn này không bao giờ chạy được anh có X2 tốc độ đó. Ngon đấy, ngon các bạn ạ, ngon tuyệt vời. Kia có một bạn 8000 kìa. Ăn luôn đứa 700 luôn. Các bạn ơi, mình xem là mình có kịp ăn không. À đây. Ăn luôn đứa 9000, trở thành 18000. Ăn đỉnh luôn tiếp đứa này, ăn tiếp đứa này. Ôi giời các bạn ơi, càng ngày càng to rồi. Đây có củ khoai à? Đâu củ khoai chạy đâu đấy? Đâu củ khoai ăn luôn, 30000, bên cái này lên top 4. Ui sợ ê. Anh còn chưa cần phải mua cái gì nhiều các bạn ạ, à. Anh đã trở lên được top rồi. Từ từ anh sẽ cố gắng ăn. Ôi cái con này ấy, nó có bảo vệ các bạn. Ô, bạn kia có cái đầu hộp quà kia. Cố lên các bạn ơi, mình sẽ cố gắng gọi là vượt qua được bạn kia hả? À, nó đi vào khu này. À đâu, hình như khu này ai ăn được. Đúng rồi, khu đấy ai cũng ăn được. Em 18.000 rồi, Baby Thành ơi. Ui, nhưng mà sợ quá, em sợ quá. Mình phải ăn như trái tim để được bảo vệ. Đúng rồi, ăn nhiều vào ốc ạ, cẩn thận bị anh ăn thịt nha. Ui, sợ quá các bạn ơi. Bây giờ mình đang ở ngay sau Baby Thành top 5 rồi. Đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình mua phát gấp đôi, bây giờ Baby Thành mua gấp đôi phát top 2 luôn. Anh 36.000, anh ăn bạn này. Ô, bạn này có lớp bảo vệ rồi các bạn ơi. Không ăn được bạn anh này. Anh phải ăn thêm đi. Anh ăn được luôn. Kinh vậy. 71.000 rồi. Củ khoai kia chạy đi đâu? Ôi giời ơi, 14.000 cống hiến đây bạn ơi. Cái đầu của tớ to lắm rồi, bạn chạy đâu? Bạn chạy đi đâu? Mấy đứa này ui ơi, vua cái đầu các bạn ạ. Trời ơi, vừa vào phát có mỗi cái đầu bình thường cũng có thể ăn được tất cả mọi người. Ui, bên Quý Thành gọi là một mạch, gọi là lên 90.000 rồi. Ghê chưa. Ok, anh đang tích cực lên top 3 rồi. Ui hay quá, em cũng lên top 4 rồi. Đây, bạn này 13.000. Ê, củ khoai à, bạn lại cày cuốc cho tôi à, thịt bạn rồi, bạn ơi. What the hell? Củ khoai á? Các bạn ơi. Bạn ấy là hình củ khoai á? Ờ, trông như củ khoai, khoai tây ấy các bạn ạ, nhưng mà bị anh Bưu Thành ăn thịt luôn. Em vừa ăn quả nam châm, Bưu Thành ơi, hút liên tục luôn. Ờ, ăn được nam châm ở đâu vậy? Ờ, nó spawn linh tinh đây nè. Ok,
Thực ra bây giờ anh có thể x2 một phát là anh có thể vượt ăn bạn quà to kia là anh ấy trở thành top 2 luôn. Không sao, đây rồi, mình có x2 tốc độ. Ồ, à, đuổi nhau à? Ốc à? Ốc ấy, đừng cẩn thận đừng ấy. Ốc ấy. Bạn ấy tự nhiên đi vào cái đầu của anh bị ăn thêm thịt. À, đây rồi. Mình có thể mua được x2 tốc độ tiếp theo. Ồ, có, được. Hình như có, được luôn. Được 2 lần nữa, thêm lần nữa. Thêm luôn, em cũng thêm luôn. Em thử xem được lên được nữa không? Lên được. Thử. Được không? Được em. Luôn, nhanh luôn, bê cái này ơi, nhanh lắm luôn. Ốc trông kìa. Cái đầu cặp cặp. Ok đấy các bạn ạ, mình thấy x2 rất có lợi luôn. Và mình sẽ bỏ thêm 139 Robux. Các bạn nhớ xem quảng cáo cho bê cái thành nhá. Để bê cái thành có thật nhiều Robux, hôm sau mua toàn vật phẩm xịn. Để tí anh sẽ giành top server cho các bạn xem. Anh sẽ chiến thắng cái trò này. Anh sẽ trở thành cái đầu to nhất. Hình như còn có skin mà ta. Đúng rồi, có skin nữa. Skin lấy ở đâu nhỉ? Ui nhưng mà hai con kia nó to lắm Bê Thành ơi. Hai con kia nó to quá ơi. To luôn ý. Bao nhiêu tiền thì mua được cái skin? Không mua được bây giờ à? Anh đang muốn mua cái skin các bạn ạ. Ui, anh với Ốc chạy ở cái map này còn bá chủ luôn rồi. Anh top 2 rồi, bạn kia bỏ chạy rồi Ốc ơi. Ui, bạn kia tận, bạn top 1 tận 681.000 cơ. Không sao, anh đuổi được. Anh sẽ trở thành cái đầu mạnh nhất. Đâu nhỉ, đang muốn đổi skin nhưng mà chưa mua được. Anh cẩn thận, lúc anh đổi skin là bạn ấy ăn à. Đây rồi, giống như củ khoai đây rồi. Nhầm. Bạn ấy chạy chậm lắm, làm sao mà bắt được anh em mình, hiểu không? Anh chan thì đốc. Đừng ăn thịt em. Ok, Ốc có top 3 rồi các bạn đây. Tụi mình chỉ mua mỗi cái tốc độ ở trong game này thôi mà tụi mình cũng lên top rồi. Bá chủ luôn rồi. Mấy bạn kia không dám chơi rồi. Chơi làm sao được với các dân chơi. Đúng rồi, mình đã trở thành vua cái đầu rồi các bạn đã. Cái mồm mình lúc nào cũng há ra để trực anh ăn tất cả. Anh là củ khoai đấy à? Trông như củ khoai nhưng mà anh thấy cũng giống củ khoai mà cũng giống hòn đất. Đây này, em mua skin đi, nhiều skin đẹp lắm. Chứ em chưa mua skin được, em đang hút đã. Em phải đảm bảo an toàn đã. Em thấy chưa an có toàn. Có quả bóng nè, có đầu ác quỷ nè. Cái có... gì đấy, bên anh đi đâu đấy? Cặp cạp cái gì đây? Anh cứ cặp cạp, sợ cặp và em. Đây rồi, anh lại đang có rất nhiều tiền, anh chỉ bị mua. Mấy đứa nhỏ nhỏ này vào phát mình tiêu diệt luôn các bạn ạ. Xem cái đầu nào đẹp nhỉ? Các bạn chọn cho anh đi, anh thấy cái đầu ác quỷ cũng đẹp, đầu rơi cũng đẹp. Ồ, mấy cái đầu 50 triệu, đắt quá, chưa có tiền. Mình có 130.000 thôi, đầu quả dứa. Anh sẽ mua đầu ác quỷ các bạn ạ, anh sẽ trở thành con ác quỷ. Ôi trời. Rồi, anh vẫn còn xa lắm, mới kịp bạn kia. Ôi bây giờ anh ăn đi khoảng tầm 300-400 đi, xong anh gấp đôi lên phát là top 1 server luôn. Ôi giời, anh sẽ cố gắng tích lũy các bạn ơi. Anh đã trở thành cái đầu ác quỷ, trong mặt anh cực kỳ xấu luôn, xấu xa luôn. Nhiều sừng nhá. Ôi giời, bạn kia tuổi gì tí anh ăn ở đây một lúc anh sẽ trở thành bắt chủ. Bạn ấy đi chậm lắm, anh đi nhanh vù vù luôn. Anh với em gọi là chạy nhanh ở đây thì đúng không rồi. Anh gọi là gì? Ông mua skin đi. Từ đã, em còn đang sợ bạn kia ăn em. Em cứ đi sang góc cái kìa. Vừa đi vừa, à đây bạn này 8.000 này, cống hiến nè. À, cống hiến nào. Trời ơi, đi như ngựa luôn đi. Chứ có mấy cái đầu của bên cái đi như ngựa luôn. Không ai có thể chạy nhanh bằng mình. Cẩn thận đi. Sau này tí bị bạn này ăn. Ô, bạn này có cái đầu gì trắng trắng nè, trông đẹp con nha. Ăn luôn. Ồ, mình mới 100 bao nhiêu rồi. Nãy giờ Ốc có chăm chỉ farm, Ốc nhanh cấp đi, đùa, Ốc sắp đuổi kịp mình ấy. Chăm lắm, Ốc chăm lắm các bạn ơi, bây giờ Ốc cũng có 2 vòng quay nè. Đấy, anh vừa ăn một cái bạn màu trắng luôn á. Ta là quay cái đầu ác quỷ. Nào. Ta là cái đầu ác quỷ. Quay thêm phát nữa nào. Sổ. Ok. Mạnh được có 10.000 cái này thôi các bạn ơi. Mình nhìn thấy đây nhận quà xem được nhận hết đi, nhận tiền này. Nhận ui nhiều quà lắm các bạn ạ. Nhận đầy quà luôn. Trong cái rương có gì đây? Ô, Ốc cẩn thận không, anh đang mải xem mình ăn. Đúng rồi đấy, anh ăn phải em ôi luôn đấy. Ăn phải em thì anh sẽ top silver luôn. Đây rồi, cái bạn bé kia có chào đầu ác quỷ chưa? Nhâm. Trời bá chủ luôn các bạn ạ. Chỉ bây giờ có mỗi bạn hộp quà khi là hơi to thôi. Chưa đấu lại thôi, nhưng một xíu nữa anh sẽ đấu lại. Với cái tốc độ chạy nhanh như của anh này thì anh sẽ đấu lại ngay. Ôi dồi ôi, mấy bạn mới vào kia có mấy trăm thì bao giờ mới to được. Bê Quý Thành và Ốc gọi là đi đến đầu ăn sạch đến đấy. Ôi dồi, bạn hộp quà bé kia Ốc ăn cả hai đi Ốc. Tất nhiên rồi, nhum nhìn Ốc ăn cả hai rồi. Nhum. Chứ còn gì nữa các bạn ơi, mình chắc chắn là phải đến đây ăn cả hai. Không thua ai, không ăn hết. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn, thank you. Có cái đồng 100.000 đồng rơi. Toàn súng. Toàn thật rồi vui em. À mày xong rồi, không chạy được đâu, đầu rồi. Nhỏ nhỏ. Bê Quý Thành ăn đầu rơi luôn. Đầu rơi dám chui vào đây gặp Bê Quý Thành nhai luôn. Không chạy kịp các bạn ạ, vì anh chạy quá nhanh. Các bạn xem quảng cáo anh có tiền. Ê bây giờ anh gấp đôi đi Bê Quý Thành ơi, anh gấp đôi được rồi đó. Anh gấp đôi là anh thắng luôn. Anh gấp đôi luôn Bê Quý Thành ơi. Anh gấp đôi thành bá chủ à. Anh cứ từ từ đã, cho bạn ấy cày cuốc thêm một tí đi. Xong anh ăn bạn đấy phát, anh bá chủ nữa luôn. Anh bá chủ luôn, anh mà ăn bạn đấy anh là siêu to khổng lồ đấy, không có đối thủ. Mình phải chơi cày cuốc một xíu xem có kịp không. Nếu mà lâu quá thì anh mới xhột đích đôi, hiểu không? Hay quá Thành ơi, anh đúng là chiến thuật. Chiến thuật đấy không? Mình sẽ ăn sạch ở đây, mình tốc độ nhanh mà các bạn. Mình gọi là ăn hết, đi đâu mình ăn sạch. Bạn kia bạn đi chậm lắm, nhìn kìa như con rùa. Đấy, nhân cơ hội đấy anh sẽ lại mua một skin mới để cho các bạn thấy cái độ đẹp trai của anh, hiểu không? Mình sẽ mua skin gì cho nó đẹp trai đây. Đây đây, con này trông mặt ngu, anh rất thích mặt ngu các bạn ạ. Ôi anh ăn skin, anh có skin Thành, anh đeo kính à? Ờ mua được skin mà, vào mua đi. Skin rẻ, em đầy tiền nha kìa, 100.000 mua được một đống rồi. Em mua luôn skin, bêu Thành skin gì đấy, em 140 mấy nghìn thôi. Mua dứa đầy skin cutie. Em mua skin dứa. Ok, quả dứa bướng à. Ơ chết rồi, chưa trang bị. Trang bị luôn, yeah. Trông mặt anh buồn cười chưa. Đâu quả dứa nè. À, quả dứa đi ăn tha, quả dứa cẩn thận bị anh nhai nha. Ok. Anh có hai cái răng anh mà mổ vào đầu thì chỉ có thủng đầu thôi. 2.000 này. Mình sắp đuổi được bạn kia rồi. 2.000 chỉ còn 300 nữa thôi. Chỉ... Ừ. Nhưng mà bạn ấy chắc chắn sẽ không kiểu là lên nhanh được nữa đâu các bạn. Bây giờ mình chỉ nhân đôi một cái nữa thôi là mình gần đuổi được bạn đấy nhỉ. Đúng rồi. Đỡ mất công nhỉ. Đây này em ăn 5 châm này, em hút xung quanh luôn này Bê Quý Thành. Ồ, oh, ăn được 5 châm luôn. Ờ, hút xung quanh luôn. Thật ra bây giờ cày cuốc thì mình cũng kịp đuổi bạn đấy thôi. Nhưng mà bạn đấy bây giờ là mấy bạn kia đâu à? Có nhiều bạn khác vào nhưng mà vẫn bé tí, mình còn không nhìn thấy. Bây giờ mình to quá. Ờ, mình không nhìn thấy thật các bạn. Đây, 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 bạn này 1.000 này đây. 1.000 này. 1.000 ăn luôn. 1.000 to quá. À, bạn kia đâu, bạn kia là mấy bạn mà cứ bị mình ăn xong lại spaw lại đúng kiểu tấm gương nghị lực đấy các bạn ạ. Kiểu vẫn cố gắng nhưng mà Bê Quý Thành nãy giờ chỉ cũng tấm gương cố gắng mà anh. Cũng cố gắng nhưng không đáng kể. Đáng kể có gì anh ăn nhiều bạn khác anh mới to như thế này đấy. Ôi dồi, bạn này chạy đâu nữa. Bạn thỏ trắng ơi, bạn thỏ trắng ơi. Nhom. Mấy bạn kia không chạy kịp các bạn ạ. À. Bạn ấy không có tốc độ như anh. Đấy, nhờ các bạn ủng hộ đây, anh có quả tốc độ hơi nhanh, không ai chạy kịp. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chết rồi, các bạn ấy không spawn luôn rồi Bê Quý Thành ạ. Ờ, cảm thấy kiểu bất lực á. Bỏ cuộc rồi. Cứ vào phát thấy Bê Quý Thành bị Bê Quý Thành đuổi thì làm sao mà chạy kịp. Ui dồi ôi, chạy nhanh lắm. Bây giờ anh ít đôi một cái để anh ăn bạn kia, anh trở thành trùm cuối các bạn ơi. Đúng rồi đấy. Đỡ mất công các bạn ạ. Đúng bây rồi giờ đấy. Các bạn xem quảng cáo cho anh đúng không? Đó. 129 Robux trở thành bá chủ. Kìa đừng có ăn em Bê Quý Thành ơi, anh cứ đi thẳng đằng trước anh ăn em à. Đây rồi, anh đã để em ăn bạn hộp quà rồi. Kia. Bạn hộp quà nhỏ kia, mình đến đây. Bạn hơn 10.000 à. Quả dưỡng ạ. Quả dứa ốc tàn sát cái map này luôn. Ờ đây rồi các bạn ơi, anh sẽ cố gắng đuổi bạn kia. Anh nghĩ là bạn kia chỉ bị sợ quá chạy vân dép rồi. Chắc các bạn ấy đang chat nhiều lắm. Chị ốc ơi, a à, đừng ăn em à. Không được. Các bạn ơi, các bạn nhớ lên TV, được lên TV chiều nay là được rồi nhá. Ok à, công hiến cho anh chị đi. Công hiến cho à. Anh chị để chị anh chị ăn nốt cái bạn Jenny kia. Bạn nước ngoài kia là mình phải ăn luôn các bạn ạ. À. Bạn ấy đang rất là chậm chạp và mình sẽ cố gắng gọi là farm, hiểu không? 700.000 rồi nhưng mà bạn ấy 724, 725 rồi các bạn. Không sao, mình sẽ đuổi. Ui, anh ăn chay à mà anh vẫn đuổi được ấy. Bê Quý Thành ăn chay các bạn đã vẫn đuổi được bình thường. Anh vừa mới mua X2 rồi, anh sắp đuổi được kịp bạn đấy rồi. Mình có thêm 2 vòng quay, mình quay luôn pha nào. Ờ, bạn ấy đã cảm thấy áp lực về bịch. Quay. Ui, mình ra cái thuốc gì ấy. Thuốc nhân 2 sai luôn. Ờ, đây anh cũng sẽ quay xem được cái gì. Quay thêm, mình được thêm quà này. Được thêm cái gì đây? Lại quà nữa, mình có thuốc nhân 2 sai các bạn ơi. Để anh quay tiếp cái này. Có thuốc luôn. Đây rồi. Bạn bé ơi, cống hiến cho mình đi, bạn không chạy được đâu. 38 rồi.
nhum. Mình sử dụng thuốc nhân 2 luôn các bạn ơi. Ok anh ăn vạn to đây đây. Wow. Ôi trời ơi. Ôi vua cái đầu. Hay quá. Vua quả báo. Bạn đấy luôn. Ôi trời ơi, quái vật đầu to rồi. Quái vật đầu to nhưng ốc bằng quả nho. Quả nho thì ốc siêu to. Ốc bằng quả nho. Trời ơi, ông ơi, anh là top 1, em là top 2, quá hợp lý luôn. 10 điểm. Đấy, bây giờ là theo skin gì nữa mua để cho nó trông đáng yêu. 800.000 rồi các bạn ạ. Bây anh giờ nhiều tiền thế luôn. Chứ rồi không ai chơi với mình rồi, Bêu Thành ơi. Ờ, không, không ai, ai chơi, không ai vào má này nữa. Không ai có thể đối đầu lại. Mất ngủ vì không có đối thủ. Trái đất ở đây sao hỏa galaxy luôn này. Để một cái galaxy trông như nào các bạn này. Wow, một hành tinh luôn. Wow, bên cạnh là hành tinh luôn à. Ờ, ôi dồi, có ai vào đây chơi nữa không? Không ai là đối thủ các bạn ơi, 1 triệu rồi. Ôi giời ơi, không. Ăn không có đối thủ tất thật cả. Rồi anh đi, bây giờ mình to quá. Cái độ rộng của mình ăn các bạn nhìn này. Mình đi một phát xung quanh nó sạch sẽ hết luôn. Yo, cái khu vàng này mình đi qua một đường thôi là sạch. Vẫn có hai bạn đang dãy các bạn ạ. Đang dãy rồi, dãy làm sao được. Nồm hành tinh khổng lồ đang ăn những cái đầu tí hoan. Chạy làm sao được. Chết rồi, không không. Bây giờ anh đuổi ốc ăn thì sao anh đuổi em, anh không bao giờ đuổi đuổi em. Anh đuổi được em đấy. Được. Đố đuổi được, anh mua nhân 2 tiếp. Mua nhân 2 làm gì. Bê Quy Thành bây giờ là ăn cả ốc các bạn ạ. Không, anh không ăn em đâu. Thế thì gọi là đồng đội. Lêu lêu. Anh ăn thì em chạy một niềm tin. Thì gào chào anh chưa. Em chào anh Bêu Thành. Đấy đấy, qua thì thế còn tha. Mấy bạn fan vào đây chào anh đấy, anh cũng tha đấy. Nhưng mà đôi khi anh không để ý thôi. Anh phải để ý trên này này. Anh Thành ăn em buồn rồi cái kìa. À không sao em ơi, anh sẽ bù lại là em cứ em được lên video, nhá. Ờ đâu bạn ấy tên là gì, đọc tên luôn. Đọc tên bạn ấy đi, bạn đang buồn đó. Ôi ơi, tên khó lắm. Bom mày tên Ken. À. Bom mày tên Ken. À Ken nhá. Ok. Ok. Bọn họ lại chết rồi. Bảo là em mua VIP rồi, đừng có mà chơi với em kìa. À nào, đâu VIP đâu. Rồi các bạn ơi, mình thấy bây giờ là mình là bá chủ, mình cái đầu mình nó to bằng một cái hành tinh luôn rồi các bạn ạ. À. Mất ngủ vì mà, không có đối thủ. Đúng rồi, mất ngủ vì không có đối thủ. Đối thủ chạy mất dép hết rồi, vào đây thấy bên này to quá à, thôi bỏ chạy hết luôn rồi các bạn ạ. À. Và thấy một cái con quái vật khổng lồ này thì không ai dám làm gì rồi. Với tốc độ là đi một phát quét sạch gần hết bản đồ thì gọi là thôi. Các bạn khác chắc là ọp hết rồi. À, chắc là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Vì cái trò này mình cũng mua mỗi x2 một lần. Với cả tốc độ chạy nhanh là mình thành bá cháy rồi. Các bạn xem quảng cáo, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Còn bây giờ chắc là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn video sau. Được, mua skin cuối cùng. Mua skin. Vẫn còn tiền mua skin gì trông nó đáng sợ vào. Em mua rồi. Em mua skin yêu tinh đen xì. Skin mặt xấu. Skin mặt xấu một cái. Bye bye các bạn nhé. Bye bye.